Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và vào lúc sáng này khi mà mình nghịch ở trên Messenger thì mình thấy có một cái điều khá là thú vị. Đó chính là cái phần tin nhắn ở trong Messenger khi mà các bạn truy cập vào và chúng ta có thể thay đổi một cái nền khác. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể thay đổi được một cái nền. Mà theo như mình thấy thì đây sẽ là một cái nền Star Wars. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên một cái tin nhắn mình cho các bạn xem thì ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái nền đen với rất là nhiều sao y như là một cái bầu trời vậy. Và tất cả những cái icon, những cái tin nhắn mà mình nhắn á thì nó sẽ nổi khối lên trên bề mặt của cái điện thoại của mình. Mặc dù đây mình chỉ sử dụng một chiếc iPhone 7 Plus, nó có cái màn hình LCD thôi, nhưng mà mình thấy nó đã cực kỳ là đẹp và cực kỳ là hay rồi. Và nếu như mà các bạn sử dụng một cái chiếc máy có màn hình AMOLED nữa thì nó cũng cực kỳ là hay ho hơn rất là nhiều. Và không chỉ riêng gì iPhone mới được cập nhật, mà ngay cả Android thì các bạn cũng sẽ được cập nhật luôn cả cái phần này. Và để bật được cái Star Wars này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng dẫn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái phần tên của người đó, đây ở bên trên đây. Và sau khi đã truy cập vào xong, các bạn sẽ truy cập cho mình vào phần màu. Và ở đây sẽ có một cái mục, đó chính là Star Wars, và các bạn sẽ chọn vào nó. Và sau khi chọn xong, back ra bên ngoài thì các bạn sẽ có được cái phần hình nền như mình đang có ở đây. Và khi mà các bạn gửi qua cho bạn bè, người thân cùng setup được cái hình nền này thì nó cũng khá là hay, và các bạn đó, các bạn có thể thấy. Và đối với tất cả những cái người bạn bè, người thân mà các bạn nhắn tin mà các bạn cài cái hình nền này á, thì ở bên tin nhắn của họ thì cũng sẽ hiển thị theo luôn, chứ không riêng gì một mình các bạn setup được đâu. Và lúc sáng á, thì mình có thử một số máy thì chưa có được, tuy nhiên thì tới tầm trưa thì mình thử lại thì Messenger họ đã cập nhật được cái phiên bản này rồi. Thì nếu như những bạn nào mà chúng ta chưa có làm được cái phần Star Wars này thì bạn có thể vào CH Play hoặc là App Store để bạn có thể cập nhật lại Messenger, hoặc là các bạn reload lại, tắt app Messenger rồi chúng ta reload lại thì cũng sẽ có được một cái như mình đang có ở đây. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.